Nghi vấn đang biểu diễn văn nghệ thì bạn nữ dỗi ngang, quay ngoắt đi vào trong, khiến khán giả bất ngờ vì không hiểu kiểu gì. Trong một buổi biểu diễn văn nghệ mới đây, cộng đồng mạng được fan bất ngờ không hiểu chuyện gì khi cặp đôi trên sân khấu đang diễn thì đột nhiên bạn nữ dừng lại, quay ngoắt đi vào trong. Ủa gì vậy? Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Có phải là vừa chạm mặt nhau lại nhớ ra chuyện gì đang tức anh ách từ trước đó nên dỗi ngang không nhỉ? Tuy nhiên, xem kỹ đoạn video phía sau, thầy giáo phụ trách có lên tiếng nói dừng nhạc. Vì thế, rất có thể đây chỉ là lỗi âm thanh nên hai bạn muốn diễn lại để nó mượt như Sanju mà thôi. Các bạn nghĩ sao về tình huống bất ngờ này? Tuy không biết cái kết như thế nào, nhưng rõ ràng tiết mục đã thành công tạo được điểm nhấn rồi, phải không nào?